Gì vậy? Cái gì vậy? Gọi thì không vào, xong giờ mò mặt vào. Ngồi xuống. Ngồi đấy, không vào đây đâu. Đi ra chỗ khác đi. Không yêu đâu. Không yêu. Không. Anh trả xuống em, anh trả em rồi. Cưng xỉu hình ảnh bé Goji buồn ra mặt khi bị căng sen dối, biểu cảm như sắp khóc đến nơi, làm ai cũng tan chảy. Chuyện là nhà con sen có nuôi một bé Goji có tên là Lu Béo. Điều đáng nói là ẻm chó này cực kỳ dễ thương và rất tình cảm. Ngoài ra, Lu Béo cũng rất biết vâng lời nên nó được cô chủ hết sức cưng nựng, suốt ngày quấn lấy nhau như hình với bóng. Thế rồi một ngày, vì mới ngủ dậy, thấy nhớ boss quá nên con sen đã gọi ẻm vào để ôm ấp. Rõ ràng nghe thấy tiếng của nó ở bên ngoài phòng khách, nhưng Lu Béo nhất quyết không chịu vào, làm cô chủ bực tức dỗi ra mặt. Một lúc sau, khi không còn nghe tiếng gọi nữa, thì thanh niên ấy lại từng bước chậm rãi bước vào, khuôn mặt như kiểu biết lỗi vì mãi ham chơi nên không để ý đến con sen. Gì vậy? Cái gì vậy? Gọi thì không vào, xong giờ mò mặt vào. Ngồi xuống. Ngồi đấy, không vào đây đâu. Đi ra chỗ khác đi. Không yêu đâu. Không yêu. Không. Tuy nhiên cô chủ tính hay giận dỗi, không dễ dàng tha thứ cho Lu Béo, nên đã hành ẻm bằng một vài câu nói như thể sát muối vào tim. Nào là không yêu nữa đâu, không thương nữa đâu, khiến boss buồn như sắp muốn khóc đến nơi, thậm chí nó còn bỏ ra ngoài vì quá tủi thân. Thấy quá thương Lu Béo, cô chủ đã gọi nó quay trở lại, tuy nhiên giọng nói vẫn không thể nào hết giận dỗi. Ngồi đấy mà giận người ta nha, biết chưa, dỗi rồi, tí đi Hà Nội rồi. Khuôn mặt cùng biểu cảm của chú chó ấy làm ai xem cũng không khỏi thương cảm. Dường như em đã biết lỗi của mình và muốn nói ra câu xin lỗi với con sen nhưng không thể làm gì được. Thế mới thấy lũ bốn chân này nó có tình cảm với con người chúng ta là thế nào. Chẳng qua là nó không biết thể hiện ra thôi, chứ thực ra chó thì vẫn biết buồn, biết yêu thương đấy mọi người ạ. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.